mình đã được chiêm ngưỡng rất là nhiều các cây mộc rồi và với cái cây mộc này thì mình phải cảm thán và nói lên rằng là đây một là một cây mộc có răm cành rất là đẹp. Cây mộc hương các bạn đang nhìn là cây mộc hương ta, đặc biệt là cái cây mộc hương là cây mộc hương quê và nó có cái trong cái mộc hương ta thì có rất nhiều loại nhưng cái loại mà có răm cành đẹp như thế này thì rất là hiếm và đây cũng là một trong những cái cây mộc rất là đặc sắc. Cây thoát thân là ba 10 cm bạn nhá. Cái vanh gốc của nó là 37 cm ạ. Cái điều đặc biệt của cái cây này là tán tròn, ấm, bóng tròn đẹp và hai nữa là cái răm cành nó lên tua tủa và nó lên rất là nhiều, đều dày từ dưới gốc lên trên đến ngọn luôn ạ. Các bạn hãy quan sát cái gốc của cái cây mộc này ạ. Cái gốc của cây mộc này thì là chất lừ luôn, nhìn cái gốc thì các bạn biết ngay được đây là cây mộc mộc hương ta và là mộc hương quê nhé bạn nhé. Phát thân thì là 30 ạ Và vanh là 37 ạ Cái nước da của cái gốc này nó rất là sáng Da nứt đẹp Cây này cây lâu năm rồi nha bạn nhé Cây này đã trồng trong chậu ạ trên 35 năm cái cây này mới được nhà mình sang sang một cái chậu mới để cho nó cho nó bạn đẹp và nó bắt mắt hơn các bạn có nhu cầu mua cây mộc này ạ thì vui lòng liên hệ thật sớm ạ 0977 797 3535 bạn nhé. Cảm ơn các bạn.